ơn quý vị. Mời anh Lưu Chân ra nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ Đàm Thị Loan, kính thưa gia đình tăng quyến, thưa toàn thể lễ tang, được tin cụ 250 về với tiên tổ, đoàn chúng tôi thay mặt cho ban công tác mặt trận, các hội, các đoàn thể và toàn thể nhân dân xóm Hải Hà có vòng hoa tươi và dâng nén nhang thơm để tưởng nhớ tới cụ và có lời chia buồn sâu sắc tới gia đình tăng quyến. Vĩnh biệt cụ, chúng tôi có lời chúc cụ về nơi suối vàng, an giấc ngàn thu, linh hồn cụ sớm được siêu thoát. Cuối cùng chúng tôi xin để lại một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Thôi. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin được thay lời cho ban tổ chức và gia đình. Kính thưa hương hồn cụ Đàm Thị Loan, thưa gia đình tang quyến, thưa toàn thể lễ tang. Cụ Đàm Thị Loan sinh năm 1937, quê quán thôn An Thịnh, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Chú quán tại xóm Hải Hà, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Qua một thời gian dài lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các bác sĩ, anh em, con cháu trong gia đình, bà con nối xóm hết lòng động viên cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã tạ thế vào hồi 19h45 phút ngày 13 tháng 3 năm 2023, tức ngày 22 tháng 2 năm Quý Mão. Cụ hưởng thọ 86 tuổi. Nhận được tin cụ qua đời, chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân xóm Hải Hà đã tổ chức thành lập ban tang lễ để tổ chức tang lễ cho cụ và tiễn đưa vợ cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thành phần ban tang lễ gồm: một, ông Nguyễn Văn Cường, trưởng ban; hai, bà Nguyễn Thị Kim, phó ban; ba, ông Tăng Văn Sùng, ủy viên; bốn, ông Tào Xuân Hòa, ủy viên; năm, ông Nguyễn Văn Thiệu, ủy viên; sáu, ông Vương Văn Tài, ủy viên; bảy, bà Ngô Thị Khu, ủy viên; tám, bà Phùng Thị Lệ, ủy viên; chín, ông Hoàng Đăng Khoa, đại diện gia đình là ủy viên. Ban tổ chức, sau đây ban tổ chức xin kính mời bà Trần Thị Kim, chi hội trưởng Hội Người Cao Tuổi, phó ban tang lễ lên đọc lời điếu tiễn biệt cụ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn cụ Đàm Thị Loan, thưa gia đình tang quyến, thưa toàn thể bà con trong xóm, ngoài làng, bạn bè, thân bằng, cố hữu, thưa đoàn thể tang lễ, cụ Đàm Thị Loan là hội viên người cao tuổi thuộc chi hội người cao tuổi xóm Hải Hà đã qua một thời gian dài bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, họ tộc và bệnh viện tận tâm cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, cụ đã không qua khỏi. Cụ tạ thế hồi 19h45 phút ngày 13 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 22 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 86 tuổi. Thưa linh hồn cụ Đàm Thị Loan, trước linh cữu của cụ giờ này có đầy đủ anh em, con cháu trong họ tập, bà con trong xóm ngoài làng, bạn bè thân tình cố hữu, chúng tôi có đôi
đôi lời tiễn biệt cụ trước lúc cụ đi xa mãi mãi về nơi vĩnh hằng. Thưa toàn thể tang lễ, cụ Đàm Thị Loan sinh ngày 20 tháng 5 1937 tại thôn An Thịnh, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Từ khi sinh ra, sinh thành đến năm 1955, cụ sống tại quê hương với gia đình. Khi trưởng thành, cụ đã xây dựng gia đình với cụ ông Hoàng Văn Tấu và sinh sống tại thôn Phúc An, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đến năm 1976, cụ ông đi bộ đội kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại ngũ trở về, hai cụ đã đưa các con gia đình đi khai hoang và dừng chân cư trú tại xóm Na Nưa, xã Khe Mo, nay là xóm Hải Hà, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Kể từ đó đến nay, cụ sinh thành được 6 người con trai. Các con của cụ đều đã có gia đình đầy đủ. Cụ đã có 14 cháu nội và 6 chắt. Các cháu của cụ đều trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định. Bản thân cụ lúc còn trẻ với làng xóm, cụ luôn tình cảm hòa đồng, giúp đỡ mọi người. Với gia đình, cụ luôn gương mẫu, hướng cho con cháu làm ăn kinh tế và tích cực tham gia các phong trào ủng hộ, đóng góp các hoạt động của xóm, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần xây dựng xóm nhà ngày càng phát triển. Thưa toàn thể tang lễ, cụ Đàm Thị Loan nay ra đi về nơi vĩnh hằng với sự thanh thản nhẹ nhàng như một giấc ngủ bình yên. Bởi vì cụ đã có 3 mẫu hệ con, cháu, chắt chăm sóc cho cụ lúc tuổi già. Nay cụ ra đi, hội người cao tuổi xóm Hải Hà mất đi một hội viên tốt. Xóm Hải Hà mất đi một hội viên tốt, luôn mẫu mực. Gia đình mất đi một người mẹ, người bà, người cụ vô cùng kính yêu và đầy lòng vị tha. Nhưng biết làm sao được, luân hồi là kiếp của trần gian, quy luật cuộc sống âm dương thế chỗ trăng tròn lại khuyết. Sinh, lão, mệnh, tử là quy luật của đời, không ai tránh khỏi. Trước linh cữu của cụ, chúng tôi cầu chúc cho linh hồn cụ sớm được siêu thoát nơi Tây phương cực lạc, an giấc ngàn thu. Vĩnh biệt cụ, toàn thể tang lễ, chúng tôi xin một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Sau đây, ban tổ chức xin kính mời đại diện gia đình là ông Hoàng Đăng Khoa lên có đôi lời phát biểu. Xin kính mời ông. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa toàn thể lễ tang, gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, thanh niên nam nữ và các cháu thiếu niên
họ hàng nội ngoại, gia đình, thông gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè, thân hữu đã gửi vòng hoa và lời chia buồn tới mẹ của chúng tôi. Thưa toàn thể tang lễ, mẹ tôi tên là Đàm Thị Loan, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1937, quê quán thôn An Thịnh, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Mẹ tôi do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi lúc 19 giờ 45 phút ngày 13 tháng 3 năm 2023, tức ngày 22 tháng 2 âm lịch. Mẹ tôi hưởng thọ được 86 tuổi. Tang lễ được tổ chức vào hồi 7 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2023. Lễ viếng và truy điệu vào lúc 13 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại nghĩa trang quê nhà xóm Hải Hà. Thay mặt gia đình, chúng tôi trân trọng gửi tới lời cảm ơn sâu sắc tới cơ quan đoàn thể gồm cấp ủy chi bộ, mặt trận, chính quyền và đoàn thể nhân dân trong xóm Hải Hà, cơ quan đoàn thể, đơn vị công tác, con cháu cụ, các gia đình thông gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã tới viếng và tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa toàn thể, mẹ tôi đến với thế giới này bằng tiếng khóc chào đời. Khi mới sinh ra được chăm no bảo vệ, lớn lên được nuôi dưỡng dạy dỗ, trưởng thành được sánh vai với bạn đời. Khi về già được con cháu sum vầy chăm sóc, mẹ tôi được sống trọn vẹn một kiếp người. Và đến khi tử giã thế giới này, mẹ chúng tôi đã đi nhẹ nhàng như hạt cát bay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ban tang lễ xóm Hải Hà đã long trọng tổ chức tang lễ tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, để mẹ tôi được mỉm cười nơi chín suối. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình tôi có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, trưởng nam Hoàng Văn Hùng xin hết. Về phía ban tổ chức xin sẽ phân công cho các ông bà như sau, có nhiệm vụ như sau: ông Nghị di chuyển, ông Phòng, ông Giang là đánh trống, ông Bẹo không có đây thì ông Sùng giúp cho cái đánh thanh na. Thế tổ phụ nữ thì giúp cho là đánh rước cờ và có nước phục vụ cho đoàn đưa tang nhé. Ông Hòa thì phụ trách cái phần hạ huyệt và đắp nấm cho cụ nhé. Thế và bộ mẹ ơi giờ tiễn đưa mẹ nay thì đã đến mẹ ơi. Mẹ ơi thế là hết rồi mẹ ơi. Giờ tiễn đi đưa mẹ đến nơi. Giờ tiễn đi đưa mẹ đến đây rồi. Mẹ ơi xin đừng bỏ các con. Mẹ ơi mẹ đừng đi. Mẹ ra đi mãi mãi không về. Cả cuộc đời mẹ vất vả gian lao, cả cuộc đời mẹ vất vả vì con. Mẹ đã nuôi con bằng đôi bàn tay, mẹ đã nuôi con bằng đôi dòng sữa ngọt, mẹ đã nuôi con khôn lớn trưởng thành. Mẹ đã nuôi con
đến ngày